Hoa hậu Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích vì thiếu khiêm nhường và ảo tưởng, cụ thể, trước câu hỏi, hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, Hoa hậu Ý Nhi sau vài giây suy nghĩ, tự tin trả lời tên của mình trước. Sau đó, cô kể tên nhà thơ hàng mặt tử, rồi đến vô quan trung, phần trả lời câu hỏi của Ý Nhi khiến cộng đồng mạng dấy lên nhiều tranh cãi về khả năng ứng xử của tân Hoa hậu Miss World Việt Nam. Nhiều người cho rằng Ý Nhi đã thiếu khiêm nhường, lộng ngôn và ảo tưởng về danh vị của mình khi dám đặt mình trước cả các bậc vĩ nhân. Không chỉ có vậy, Ý Nhi còn bị chê quá tự tin và thiếu kiến thức về lịch sử, bởi nhà thơ hàng mặt tử quê ở Quảng Bình, ông chỉ lớn lên và mất ở Quy Nhơn, Bình Định. Ngay sau khi clip trả lời phỏng vấn của Ý Nhi được đăng tải, có hàng trăm bình luận trái chiều về Tân Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023, trong đó phần lớn là những bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên và bất ngờ về nàng hậu 21 tuổi như thua luôn, hết cứu, không xứng làm hoa hậu rồi, không thể hiểu nổi, công ty quản lý Tân Hoa. Hậu chụp và quay đẹp thôi. Đừng cho em nói nữa, một nữ trí thức trẻ mà bất chấp, lộng ngôn để nổi tiếng, không chỉ có chỉ trích Hoa hậu, rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội đề nghị ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam tước vương miện Hoa hậu của hình Trần Ý Nhi. Tôi chưa bao giờ có ý kiến về các cuộc thi Hoa hậu, bởi thi Hoa hậu đúng nghĩa là tiền chọn những cô gái xinh đẹp, thông minh. Hình ảnh được xem là đại diện cho phái nữ của một quốc gia trong một thời gian nhất định trước khi có những cuộc thi Hoa hậu tiếp theo, cần xem lại trình độ chuyên môn và gu thẩm mỹ của ban giám khảo, ban tổ chức. Những năm gần đây chất lượng Hoa hậu rất kém cả về hình thức lẫn trí tuệ tôi gọi là hoa không có hậu, một tài khoản chia sẻ, có tài khoản viết, hoa hậu chỉ trong ít ngày, phải hai lần lên tiếng xin lỗi vì phát ngôn. Lần thứ ba nữa có nên tự xin rút, một tài khoản có tên T, Quy, ca viết, tham gia cuộc thi sắc đẹp ao làng, chưa làm được gì cho đời mà đã ảo tưởng, to gan xếp ngang hàng với cả bậc vĩ nhân. Đến mức như thế này mà cơ quan quản lý nhà nước không tước vương miệng thì rất lạ. Đây là dấu hiệu cho thấy các cuộc thi sắc đẹp gần đây chất lượng rất kém, có thể ảnh hưởng xấu đến xã hội. Rất cần siết chặt và thanh tra công tác cấp phép, tổ chức các cuộc thi kiểu này. Trong vô số bày tỏ quan điểm về clip trả lời phỏng vấn của Ý Nhi, chia sẻ trên trang cá nhân của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã nhận được rất nhiều bình luận đồng tình. Anh viết, thực sự cũng nên có một hoa hậu trong lịch sử sắc đẹp cần được tước vương miện để làm gương. Mà nếu không bị tước thì cô gái này cũng nên tự trả lại vương miện cho ban tổ chức, ban tổ chức để nhìn nhận lại những sai lầm trong phát ngôn cũng như suy nghĩ của mình trong những ngày vừa qua. Chỉ như vậy mới cứu được bản thân khỏi sự cuồng nộ của nhiều người thôi. Chứ mới đăng quan hoa hậu mà group anti gần 400.000 người rồi thì khó sống trong showbiz lắm gia đình em có điều kiện thì nên sống một cuộc đời bình yên vì em là con gái, chứ thật sự anh thấy cũng thương em trước những áp lực từ dư luận. Chỉ hơn một tuần sau đêm chung kết cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, Tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên tiếp chiếm sóng trên rất nhiều diễn đàn truyền thông và báo chí bởi lùng xùng về những phát ngôn dậy sóng. Trong quá khứ, có nhiều hoa hậu từng bị chỉ trích bởi những phát ngôn thiếu tinh tế, nhưng có lẽ không ai dính nhiều phút liên tiếp chỉ trong ít ngày như Huỳnh Trần Ý Nhi.